Lầu Năm Góc thông báo triển khai quân đội đến gần Sudan, chuẩn bị kịch bản sơ tán đại sứ quán Mỹ tại Khartoum. Chúng tôi đang điều động thêm nguồn lực tại khu vực với mục tiêu đảm bảo an ninh và sẵn sàng hỗ trợ sơ tán nhân sự của đại sứ quán Mỹ tại Sudan, Lầu Năm Góc ngày 20 tháng 4 phát thông cáo. Một quan chức Mỹ tiết lộ lính Mỹ sẽ được triển khai với số lượng lớn đến căn cứ tại Djibouti, Đông Châu Phi, cho kịch bản sơ tán nhân sự ngoại giao. Djibouti cách Sudan khoảng hơn 1.000 km. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nói Tổng thống Joe Biden đang theo dõi rất sát tình hình tại Sudan và đã ra lệnh cho quân đội bố trí trước lực lượng, sẵn sàng làm nhiệm vụ tại khu vực. Nhà Trắng nhận định công dân Mỹ tại Sudan chưa bị đe dọa bởi cuộc khủng hoảng Sudan, song thừa nhận tình hình đang khá nguy hiểm. Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó đã khuyến cáo công dân tại Sudan tìm nơi ẩn nấp và không ra khỏi nhà. Washington không công bố số lượng công dân đang sinh sống hay du lịch đến Sudan, cũng như quy mô dân sự tại Đại sứ quán ở Khartoum để tránh phát sinh rủi ro an ninh, theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ. Giao tranh kéo dài 6 ngày qua tại Sudan giữa lực lượng thuộc quyền hai tướng Abdel Fattah al-Burhan và Mohamed Hamdan Daglo đã khiến ít nhất 300 người chết. Khartoum, thủ đô Sudan với khoảng 5 triệu dân, đã diễn ra nhiều trận đánh khiến thành phố tê liệt. Người dân phải nấp ở nhà trong cảnh mất điện, không thể tiếp cận nguồn lương thực và nước uống. Hai phe ngày 19 tháng 4 tuyên bố sẽ tuân thủ toàn diện lệnh ngừng bắn 24 tiếng. Tuy nhiên, hình ảnh trên thực tế cho thấy chiến sự vẫn diễn ra tại Khartoum và nhiều thành phố khác. Mỹ tiếp tục kêu gọi các bên lập tức buông vũ khí, tuân thủ lệnh ngừng bắn và tạo điều kiện để người dân thủ đô Khartoum tiếp cận hàng hóa viện trợ nhân đạo. Theo AFP và Reuters, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.